Chào mừng tất cả các bạn đến với Kỳ Lân Bizbox. Đón xem ngày hôm nay Ngọc Trâm sẽ nói gì với các bạn về xung quanh chủ đề Bizbox nha. Thuật từ Bizbox được biết đến lần đầu vào cuối thế kỷ thứ 16 tại một thành phố ở trung tâm London, nước Anh. Vào thời điểm này thì có một nhà may có tên là Eden Ravenbrock ra đời nhằm may trang phục cho đức vua và nữ hoàng. Sau một quá trình phát triển thì nhà may này không chỉ là một nhà may nữa mà đã phát triển thành một công ty chuyên may mặc nổi tiếng khắp thế giới về việc cung cấp những bộ cơm lê được đo riêng cho nam giới, và từ đây thuật ngữ Bizbox ra đời. Nói đến Bizbox, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự riêng biệt. Tất cả đều được làm riêng, chế tác riêng, sản xuất riêng theo nhu cầu của khách hàng, những người tôn vinh chủ nghĩa cá nhân và luôn muốn khẳng định bản thân mình. Vào lúc đó thì nhà chế tác sẽ không cần phải sáng tạo ra sản phẩm nữa, mà chỉ việc lắng nghe khách hàng của mình về kích thước, kiểu dáng, màu sắc, từ đó tạo ra sản phẩm như thế này. Và phong trào này không chỉ còn gói gọn ở trang phục nữa mà dần phát triển sang giày dép, túi xách, đồng hồ, nhà ở, trang sức và đặc biệt được giới thượng lưu chú ý. Nắm được xu hướng của giới thượng lưu, Kỳ Lân Luxury đã bắt đầu cho ra đời những sản phẩm mang đậm tính cá nhân hóa. Những chiếc kính vàng hồng nguyên khối được chế tác theo yêu cầu của khách hàng. Những chiếc túi xách handmade theo tên của khách hàng với phong cách Bizbox. Những chiếc bút vàng nguyên khối đính kim cương thể hiện đẳng cấp của khách hàng. Tất cả đều được Kỳ Lân Luxury chế tác theo yêu cầu của khách hàng. Bạn chỉ việc đến với Kỳ Lân Luxury nói ra mong muốn của mình, còn lại đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn.